trước mà anh em đây là dòng xe can đuôi dài nha. Đó, bình thường xe can chúng ta thì cái đuôi nó sẽ là nó ngắn, còn xe can đuôi dài nó giống như cái Swallow bên 7 màu vậy đó. Thì con này mình đang trả là 50k một con. Rồi ngoài ra ở đây mình về thêm là viết anh đào đuôi dài, neon xanh, neon vô và các loại chuột. Rồi đây là neon vua max size anh em nha. Hàng này ở ngoài tầm khoảng 15-12 ngàn con. Đó, size nó rất là lớn, lớn hơn cái neon vua thường. Thì là max size lớn nhất của dòng neon. Đó, nó bự tầm khoảng nhiều khi bằng con 7 màu của mình luôn á. Thì hàng này bên mình sẽ là một combo 80k cho 10 con nha, neon vua max size. Còn đây là neon xanh nha anh em. Neon xanh thì cái form và cái body nó sẽ nhỏ hơn neon vua. Thì tất nhiên là giá nó cũng mềm hơn là cái hàng bình dân hơn, nhưng mà đối với những người chơi nghiệp dư hoặc là chơi bình thường thì nó không khác nhiều, đúng không? Đó, màu sắc nó khác một xíu. Đây. Đó, nó màu sắc nó khác một xíu, nhưng mà nhìn bằng mắt thường thì khó thấy cái vật. Cái con này ông vua á, thì cái vạch đỏ nó sẽ kéo dài từ phần đuôi lên phần đầu luôn. Còn cái con này ông xanh thì nó sẽ kéo dài, nó phải không? Tới phần bụng mà nó ngưng thôi. Thì nó gọi là ông xanh. Đó, bên vua bên xanh thì nó dễ nhận biết như là như vậy. Còn về một cái nữa là form này ông vua nó sẽ massage, nó sẽ được cỡ này. Còn này ông xanh massage nó sẽ cỡ này thôi. Thì này ông xanh đây mình sẽ khuyến mãi cho anh em là combo 10 con chỉ giá là 50k thôi. 50k 10 con. Còn nếu không sao là 5, 80k 10 con.